Xin chào mọi người, hôm nay rất vui mừng được chào đón mọi người quay lại với kênh của Cuộc Sống Vương Quốc Anh. Thì video trước mình đã đưa mọi người đi xem tham quan cái siêu thị Costco, thì video này đó là phần 1 và video này mình sẽ làm phần 2. Phần 2 cũng vẫn sẽ đi tham quan siêu thị Costco. Hôm nay thì ngày hôm qua thì Vương Quốc Anh đã chạm mốc là 221.225 ca nhiễm Covid. Thì mong mà mọi người sẽ bình an qua dịch và giữ gìn sức khỏe an toàn và cùng gia đình an toàn qua dịch. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ lên đường tham quan tiếp phần 2 siêu thị Costco. Họ cứ ống gói lại thành 3 con một hộp, có hộp thì 4 con, có hộp thì hộp nào nhỏ thì 4 con, ví dụ như hộp này nè, 4 con nè. Đó. Còn mình thì mình lấy cái hộp này là 1,8 kg 3 con. Cá liêu hồng này mà ăn nhỏ quá thì không được ngon. Đây là gà đó, mà gà họ lọc sẵn ra hết rồi, một phần như vậy họ bán từng phần vậy nè. Ở bên kia có mấy anh chị ngày xưa hỏi mua shop của mình, bây giờ không biết anh chị làm gì. Đây là đùi gà họ chặt sẵn thì một phần đùi gà như vậy là 2,1 kg 46 và giá là 1,69 kg. Còn cánh gà cũng vậy, họ chặt ra đó, mọi người thấy không, cánh gà, đùi gà, cánh gà họ chặt ra họ đóng vào hộp, thì ai ăn bao nhiêu thì mua bao nhiêu. Đây là cái quầy thịt heo họ cũng để riêng ra như thế này. Đây bên trong là cái khu đóng hàng của họ đó, cái khu đóng gói đóng hàng của họ. Đây nè, họ ví dụ như cái thịt này là thịt vai nè, thịt vai thì họ làm một bịch như thế này là 2,5 kg. Bên trong là cái khu vực đóng hàng của họ, họ làm rất là vệ sinh. Đóng hàng bên này đóng thịt heo nè, còn bên kia là đóng cá đó. Thôi đi con đó, thịt heo họ cũng đóng từng tảng như thế này, họ cũng làm xúc xích, họ đóng vào từng hộp như thế này. Còn bên đây là khu trái cây, trái cây họ cũng có trái cây châu Á, cái này là chanh. Mình sẽ lấy một bịch chanh. Bên kia hôm nay họ có mangosteen rồi, mangosteen là măng cục á, nhưng mà cái giá của măng cục ở bên này thì khá là mắc. Một bịch măng cục như thế này mình nghĩ là cũng phải đến 5 đồng á, là 150.000 á. Tầm này nè, mắc lắm. Xoài nữa. No. Bên kia là quầy rượu của họ. Họ bán cũng khá là nhiều, đặc nhiều chủng loại rượu cũng dễ uống. No mi ô. Đây là cái bên khu vực bán bán nước xả, ví dụ như một chai nước xả này họ cũng bán 14 đồng 40, chai này không biết bao nhiêu, 4,5 lít, 14 đồng 14. Ở Việt Nam mình thì mọi người uống nước
nước uống là nước chai, nước ống chai, chai màu xanh xanh hoặc là chai nước khoáng. Nhưng mà bình to bình 20 lít. Còn ở bên này á, thì người ta uống nước như thế này nè. Nước người ta đóng chai như thế này nè. Một khay như vậy là cũng tương đương với lại 20 lít. Đây nè, 40 chai, mỗi chai 50ml và tổng cộng là 20 lít. Cũng là bằng một chai nước của mình á. Cũng bằng một chai nước 20 lít của mình á. Nhưng mà ở đây họ không bán chai nước. Ở đây họ không bán chai nước lớn giống như vậy, mà họ bán cái nước này. Thì nhà mình cũng uống nước này, mỗi lần mình đi mình mua khoảng 3-4 cái lốc như thế này. Bé nhà mình nó lại nằm rồi. Cho nó xuống dưới nó không thích, nó thích leo lên trên nó nằm. Ok, bây giờ mình sẽ lấy khoảng 3 khay. Đây rồi, mình đã lấy 3 kết nước, với lại lấy thêm giấy vệ sinh. Và cái khu này là cái khu để giấy bị để khu bán giấy của họ. Nói chung là họ bán rất là nhiều sản phẩm, xếp kệ, xếp tầng lên nữa. Đó, khu vực này khu giấy. Một tí nữa mình sẽ đi qua cái, đây ở bên này là khu về nước nước ngọt á, các loại. Đây là cái họ giống như là một cái chợ bán sỉ vậy đó. Đây là giấy ý ước. Mình sẽ lấy một thùng. Lấy một thùng giấy ước. Chút nữa mình bây giờ mình sẽ đi qua bên cái khu bán rượu, chắc là bán rượu cho mọi người xem một tí nha. Cũng xem bia rượu ở đây họ bán như nào. Giá nói chung là giá thì rất là ok, giá rất là ổn. So với lại siêu thị bên ngoài, mình so đây là so với siêu thị bên ngoài, chứ không phải là mình so với ở Việt Nam đâu. Đây là quầy. Bây giờ mình đã lúc quầy bia rượu rồi đây. Đó. Họ có bán Asahi, Carlsberg hoặc là Samuel thì đều so cái giá Samuel nha. Samuel là một khay như vậy là 19 đồng 18 có cả thuế. Còn 4 chai thì là 5 đồng 49. Đây Budweiser nữa đây. Budweiser 12 lon là 10 đồng 78. Khoảng 350. Có rất là loại nhiều loại bia. Và bây giờ mình đi qua tới rượu. Rượu thì mé bên này. Ôi nhiều loại rượu lắm. Như một đây như một chai rượu trắng như thế này thì giá 23 đồng 98, rồi là rượu cũng là ngon đó. Nếu mà giá này là loại ngon đó. Còn thường đó thì rượu chỉ tầm giá khoảng 6-7 đồng, 7-8 đồng thôi, hơn 100 ngàn tiền Việt. Đây loại này có 5 đồng thôi và có thuế luôn là 7 đồng 18 thôi đó. Thường thì rượu không mắc lắm đâu. Rồi bây giờ mình đi vào mình xem cái ở bên trong. Champagne này thì là giá bao nhiêu nha. Một chai champagne này có giá là 7 đồng 18, đã có thuế rồi. Đấy, nói chung là rượu, thật sự rượu thì không mắc. Những loại rượu ngon á, ví dụ như chai này nè, chai này cũng là mắc á, 19 đồng 78 là cũng mắc á. Thì ở các siêu thị này, à không, cái này là của chai dưới nhá. Của chai bên dưới này là 19 đồng 78 là của chai dưới này. Còn cái chai này là chỉ có 9 đồng 58 thôi. Chai champagne này, Romeo ngồi xuống.
Thì ở bên này, ở bên Vũng Canh này á, nói chung là tiền nào của đó, không có sợ mua lầm. Mình mua rượu ít tiền thì mình uống không được ngon, và mình mua rượu nhiều tiền thì mình sẽ uống rất là ngon. Đây là cái quầy hàng cà phê của họ. Thì chủ yếu ở đây họ bán rất là nhiều. Họ bán kể cả cà, nhưng mà mình thấy nhiều nhất là cà phê pha sẵn á. Không phải pha sẵn mà instant coffee á. Cà phê Hòa Tan á, đúng rồi, cà phê Hòa Tan á. Và đây là cái dọc cà phê mình sẽ lấy một gói Rosa này. Và đây là cà phê rang xay. Cái này là cà phê hạt. Đây có cà phê hạt ở đây. Rất nhiều. Ở bên này là cái quầy hàng đông lạnh của họ. Nói chung là lớn lắm. Tất cả này là cà phê hết á. Có cà phê đóng chai của Starbucks nữa nè. Cà phê Colombian nè. Và bên này là lúa mạch. Bên này là lúa mạch đây. Các loại lúa mạch. Lúa mạch chế thành, họ làm thành nhiều loại sản phẩm khác nhau. Từ bánh trái tới đồ ăn tới cái gì nhở? Cornflakes rồi nhiều lắm. Từ sản phẩm từ lúa mạch. Ở cái siêu thị Costco này á, thì họ bán sỉ, cho nên là những cái người đi mua ở đây thì phần đông là những người, người ta nhà gia đình đông người á, gia đình đông người, và những người bán, người ta làm về bán về off-license á, người ta buôn bán, người ta mua về người ta bán lẻ. Ở đây là cửa hàng kính, họ mua về họ bán lẻ thì họ cũng mua ở đây rất là nhiều. Bán như vậy thì mới có lời. Đây mình phải lấy một thùng này. Ở đây mọi người đang xếp hàng tính tiền rất là nhiều. Xôi tới kia, mọi người đang xếp hàng tính tiền rất là nhiều. Đây là cái quầy tính tiền của họ. Và kết thúc buổi mua sắm này thì đây là cái, những cái quầy nó cũng chưa hết những, tất cả những cái quầy của Costco đâu, nhưng mà đây mình quay cho mọi người xem. Cái này là cái sản phẩm đậu, các loại đậu ăn được á, ví dụ như là hạt điều, đậu phộng hay các thể loại ăn được á, thì cái giá của họ, họ để ngay bên trên á đó. Đó là về cái giá của những cái sản phẩm về là đậu ăn được. Quay toàn cảnh cho mọi người có một cái nhìn tổng thể về cái khu vực này. So với gọi là siêu thị thì ở đây như vậy theo mình thì rất là lớn rồi, lớn lắm rồi. Và Costco này thì họ, chủ siêu thị của họ có ở Mỹ, ở Úc và ở Anh, ở châu Âu nữa. Bây giờ mình sẽ đi ra xếp hàng để tính tiền và đi về. Ở ngoài, ngay ở ngoài họ có phục vụ ăn uống. Họ có phục vụ ăn uống. Và bên kia là cái khu vực membership, mọi người thấy không? Nếu như mà để muốn đi siêu thị ở đây thì mình bắt buộc phải là membership của họ thì họ mới cho mình vào để mua sắm. Chứ còn nếu như mình không phải là membership của họ thì chắc chắn là mình sẽ không được vào để mua sắm ở trong này đâu. Đây là cái người mà họ tính tiền á, khi mà mình đi thì mình sẽ phải đưa xe qua một bên và mình sẽ để những cái đồ nhẹ ở đây để mình tính tiền ở bên đây. Xe thì họ yêu cầu mình để những cái đồ nặng ở trên xe để họ có thể tự tính tiền giùm cho mình không cần phải mang đồ xuống. Yes, thank you. Của mình mua hết
74 đồng 74. Ok, thank you. Yep. Sau khi mà tính tiền xong á, thì mình đi ra ngoài thang máy để chờ chờ thang máy xuống, nhưng mà không biết là cái thang máy nó có hoạt động hay không nữa. Nãy có một cái nó hư rồi. Có thang máy này có một bên hoạt động thôi. Thì đây là cái cửa đi vào, một bên đi vào, bên trái đi vào, bên phải đi ra. Chắc là bé nhà mình nó cũng hơi mệt rồi, chắc chút lên xe đẩy và chạy về tới nhà là ngủ thôi. Hôm nay trời ở London thì rất là buồn, trời nhìn chán ơi chán luôn, chán lắm. Bây giờ đã ra tới bãi xe của Costco đây. Bây giờ ông này ông không chịu ngồi, ông không chịu ngồi bình thường, ông đòi ngồi như thế này đây. Hôm nay mình đi chợ ở Costco, cái chợ siêu Costco, thì mình mua được một cái túi, một cái về túi giấy vệ sinh, một túi, một hộp khăn giấy ướt, một túi chanh, một hộp mà một túi cà phê, ba cái kết nước và một ký tám cá điêu hồng. Thế thôi, vậy hết rồi, hết 74 đồng các bạn. Bây giờ thì hai ba con đã hoàn thành cái buổi đi mua sắm tại Costco rồi, cái chợ sỉ Costco. Thì bây giờ đang trên đường đi về, bây giờ quay trở cho mọi người xem về cái thời tiết của London mấy ngày hôm nay rất là buồn. Cây cối thì turn left onto Great Central Way. Cây cối thì không có một tí lá nào. Trời đất thì lúc nào cũng âm u, mưa rã rít, đúng là xứ sở sương mù. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh Cuộc Sống Vương Quốc Anh và ủng hộ hai anh em Liam and Romeo. Mình cũng xin chào tạm biệt ở cuối video này, nhưng mà mình vẫn để clip quay để cho mọi người thấy về cái xứ sở sương mù và những cái ngày đông như thế này. Nó cảnh nó thảm, nó buồn như thế nào. Đây là những ngày đông ở xứ sở sương mù Vương quốc Anh. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh Cuộc Sống Vương quốc Anh, và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. At the lights, turn left onto Great Central Way, then at the roundabout, take the first exit.